Hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh MIS Education Skill Job, kênh của Jesse về học tiếng Anh trên YouTube miễn phí các bạn thân mến. Đây là đoạn video số 30. Đoạn video này sẽ chia sẻ về vai trò của động từ trong câu của tiếng Anh, vị trí đứng của động từ và động từ ở trong tiếng Anh là gì, cách sử dụng chúng như thế nào. Phân loại động từ các bạn, chúng ta thân mến. Hello and welcome everybody guest back with our channel MIS Education Skill Job, the channel of the Jesse. Today we will talk about how can you use the verb in the English and separate how many kinds of verb and how can you use it into your sentence structure. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ tìm hiểu về động từ. Vâng, đúng vậy các bạn. Jesse có đặt câu hỏi đầu tiên với tất cả chúng ta nhé các bạn trong bài học này nhé, là động từ là gì ở trong tiếng Anh? Động từ là từ như thế nào? Thật là đơn giản đúng không nào các bạn? Trong tiếng Việt có động từ hay không? Câu trả lời là có. Nếu tiếng Việt thì hầu hết tất cả tiếng nào cũng có động từ luôn các bạn nhé. Động từ là những từ chẳng hạn như là chạy nè, nhảy nè, hát nè, gặp gỡ nè, chơi thể thao nè, chơi cầu lông nè, làm video nè, vân vân, những cái đó đều là động từ các bạn. Động từ các bạn cần ghi lại phần này nhé, là những từ dùng để chỉ về hành động các bạn. Có những cái hành động, hoạt động thì bạn sẽ sử dụng những cái động từ. Và câu hỏi kế tiếp của chúng ta trong bài học này là có mấy loại động từ? Nếu phân theo số thứ tự thì sẽ có động từ số ít và động từ số nhiều. Còn phân theo dạng có quy tắc của động từ thì sẽ có động từ bất quy tắc và động từ có quy tắc. Các bạn chúng ta hãy bình tĩnh nhé. Động từ phân theo ở dạng số ít các bạn và số nhiều. Làm thế nào để chúng ta biết được trong bài học số 4 à xin lỗi là số 6. Jesse có nói về động từ về chủ thể số ít, chủ thể số nhiều không các bạn? Để biết được động từ số ít, động từ số nhiều, chúng ta sẽ căn cứ vào chủ thể số ít hay chủ thể số nhiều. Chủ thể số ít là những từ chẳng hạn như là những chữ là nằm ở trong động từ, xin lỗi, trong cái phần đại từ nhân xưng nhé các bạn. Chẳng hạn như là he, she và it là chủ thể số ít. Và cả danh từ số ít cũng là chủ thể số ít luôn. Và nếu đã có chủ thể số ít thì động từ sẽ phải chia theo số gì các bạn? Chia theo số ít. Để tìm hiểu về động từ số ít, động từ số nhiều, Jesse sẽ tách riêng ra một video khác. Video kế tiếp đi các bạn, số 30. Thế còn động từ có quy tắc và động từ bất quy tắc là gì? Tại sao lại có động từ đó? Các bạn ghi lại này. Nếu phân theo quy tắc của động từ thì có động từ có quy tắc và động từ bất quy tắc. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để phân biệt được giữa động từ có quy tắc và động từ bất quy tắc? Câu trả lời là học bảng động từ bất quy tắc. Trong tiếng Anh có khoảng 2.220 động từ bất quy tắc. Ngoài những từ đó ra thì tất cả những từ còn lại đều là động từ có quy tắc. Các bạn chúng ta thân mến, và bạn nghe tiếng rằng có hơn 2.000 từ, bạn cảm thấy khiếp sợ. Nhưng các bạn cứ từ từ, tại vì chúng ta chỉ cần có khoảng 220 động từ bất quy tắc là sẽ phục vụ hết trong các cái giao tiếp của chúng ta thường ngày các bạn chúng ta thân mến, hầu hết.
Còn tất cả những cái kia nó sẽ nâng đến mức độ học thuật hoặc là đi chuyên sâu. Và chúng ta chỉ cần mua cái bản đồ từ Bất Quy Tắc hoặc là coi trên mạng internet đó, vô Google gõ vào là đồng từ bản đồ từ Bất Quy Tắc và chúng ta học thuộc chúng. Vậy là được các bạn. Còn tất cả những từ còn lại đó, là thuộc về động từ có quy tắc. Các bạn này, sự khác biệt giữa động từ bất quy tắc và động từ có quy tắc là động từ có quy tắc sẽ bị biến đổi thông qua các thời. Trong tiếng Anh có mấy thời các bạn nhỉ? Hôm trước mình nói á, mấy thời? À, tiếng Anh có 3 thời đúng không? Có 3 thời. Mình đang nói về động từ bất quy tắc nha. Chẳng là mình sẽ xóa cái này đi. À, mình kiếm căn của mình xóa cái này đi. Động từ bất quy tắc. Mình cho ví dụ này như một động từ bất quy tắc. Từ take gì? Từ này á, cầm nắm đúng không? Cột hai của nó là từ gì các bạn nhé? Từ thúc. Cột 3 là từ taken. 3 cột như này. Take, took và taken. Thì đây chính là một động từ bất quy tắc. Về nghĩa sẽ không thay đổi nhưng mà về thời á, thì đây là thời hiện tại. Đây là quá khứ, còn đây là thời quá khứ đơn. Xin lỗi, quá khứ phân từ. Đây là quá khứ đơn. Thông qua các thời nó sẽ bị biến đổi nha các bạn. Biến đổi. Và con đường để mà phân biệt được động từ có quy tắc và động từ bất quy tắc thì chỉ đơn giản là học thuộc bảng động từ bất quy tắc. Chúng ta sẽ biết được những động từ nào là có quy tắc và bất quy tắc. Đấy là phân theo về quy tắc của động từ. Vị trí của một động từ ở trong câu của tiếng Anh. Các bạn thân mến, vị trí của động từ nó sẽ có hai vị trí. Một vị trí là đứng ở đâu nhỉ? Rất phổ biến, chẳng hạn như này. Cô ta cười, ví dụ thế đi. Cô ta cười với anh ta đi. She smile with him. Ví dụ này. She smile with him. Cô ta cười với anh ta. Đây là động từ này các bạn. Còn she là chủ thể. Còn with him á, nó là bổ ngữ object. Vậy thì các bạn nè, công thức của câu đơn của tiếng Anh là chủ thể cộng với động từ và cộng object thì động từ sẽ đứng ở trong vai trò thứ nhất là sẽ đứng giữa câu, đứng giữa của một câu ha. Đấy là vị trí thứ nhất của động từ. Vị trí thứ hai của động từ Jesse luôn này là trước một danh từ, trước danh từ. À, cái này quen thuộc ha. Mà nếu đứng trước của một danh từ thì cái đó chính là danh gì? Là danh động từ. Đúng không các bạn? Danh động từ, công thức cấu tạo của danh động từ chính là gì nhé? Một động từ cộng với một danh từ để tạo thành một danh từ mới. Hôm trước chúng ta đã học rồi các bạn. Là danh động từ. À, ví dụ chẳng như gì ha. Chẳng hạn chúng ta dịch từ lông thỏ đi. Thì chúng ta cần đến hai từ đó là từ lông và từ thỏ. Và chắc chỉ có nói với các bạn đa số nó sẽ quay ngược lên. Chúng ta phải dịch là thỏ lông. Mà không biết là từ con thỏ là từ gì ha? Rabbit. Lông là gì? Dùng không biết dùng từ nào thích hợp đây. Dùng từ litter. Litter. Ví dụ từ này đi. Rabbit litter là lông thỏ. Lông thỏ chúng ta phải dịch là gì? Là thỏ lông nha các bạn. Thì cái đó gọi là danh động từ. Vậy là vị trí thứ hai của danh từ chính là đứng
trước của một gì ha? Danh từ các bạn chúng ta thân mến, và chính là danh động từ. Các bạn ở trong video kế tiếp mà các bạn đăng ký kênh ủng hộ Chessie trong video này và video kế tiếp của chúng ta sẽ tìm hiểu về động từ số ít và số nhiều. Các bạn, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong video kế tiếp.